Xin chào các em, chúng ta sang bài mà số ID là 014. Ở bài toán này là bài toán mà cho các em một ancol mà cũng chưa biết ancol gì cả. Do đó là bao giờ cũng phải đặt câu hỏi cho thầy liệu có phải ancol đặc biệt là CH3OH hay không. Đó. Thế thì việc này các em chứng minh rất là dễ thôi. Bạn nào đó dùng thủ đoạn cho thầy cho nó nhanh. 9,6 gam này chia hết cho 32. Chắc chắn là suy luận là 99,9% là CH3OH rồi. Em không cần gì phải chứng minh nữa. Nếu bạn nào đó mà nhanh nhẹn thì sẽ như vậy. Thế còn nếu như mà các bạn thích chứng minh đầy đủ thì thầy có như sau. Đầu tiên thầy viết phương trình để các em hình dung. Đây là phương trình mà oxy hóa bằng oxy để tạo ra anhydride và nước. 2m gam ancol. 3m gam hỗn hợp gồm anhydride và nước. Như vậy thầy dùng phương pháp chọn lượng chất vì số liệu cho dạng tương đối. Thầy chọn lượng chất để thầy tìm ra được công thức của ancol. Chọn M bằng 32. Vậy bảo toàn khối lượng thầy tìm ra được A của thầy bằng 1 mol. Các em có là M của ancol cộng M oxy bằng M hỗn hợp này. Tìm ra A bằng 1. A bằng 1 thì suy ra RCH2OH tức là rượu của thầy sẽ bằng 2 mol. Từ đó tìm được M của ancol sẽ bằng 32. Lấy 32 chia 1. Vậy nó là CH3OH. Đấy là công việc đầu tiên để các em tìm ra được. Đó là tìm ra được ancol. Còn nếu bạn nào đó mà nhanh nhanh trí thì các bạn biết ngay nó là C3OH. Như vậy dữ kiện đầu tiên thì các bạn không thể đọc nữa. Thế sau khi kết luận là C3OH rồi thì thầy có thí nghiệm thứ hai là oxy hóa bằng oxy thì tạo ra cả anhydride, cả axit và nước. Vậy thầy có sơ đồ như sau. C3OH là 0,3 mol. Sản phẩm là anhydride là A, axit là B, nước là A cộng B và rượu dư là C. Thực hiện phản ứng tráng bạc thì bạc của thầy cho ra là 0,5 mol. Như vậy thầy đủ phương trình để tìm ra được giá trị của A, B, C. Phương trình 1 là tổng mol A cộng B cộng C bằng 0,3. Phương trình 2 là tráng bạc thì anhydride tráng 4 bạc, axit tráng 2 bạc, vậy là 4A cộng 2B bằng 0,5. Phương trình thứ 3 là phương trình người ta cho sẵn rồi. Là gì? Thầy có là số mol axit gấp 3 lần số mol của anhydride. Như vậy thầy có là B bằng 3A. Giải phương trình này các em tìm ra A, B, C tương ứng. Đề thi yêu cầu là tính hiệu suất của phản ứng oxy hóa ancol. Như vậy sẽ bằng phản ứng là A cộng B chia ban đầu là 0,3 nhân 100. Và các em tính ra được là bằng 66,67%. Đáp án thầy chọn là C.